Không phải có coi sao phí, nó sao phí nữa, tôi hỏi nó nghe, nó nghe tôi mới diễn. Con dài nữa nè, một câu nữa nè, anh đang đứng trên mặt đất rung chuyển, có phải tim nè động đến tim tôi, mặt đất rung chuyển rồi. Bây giờ tôi diễn nè, xuyên qua tôi lại bao giờ gặp nhau, tôi anh thầm những mối tình công, diễn câu đó mới diễn rồi, giờ diễn hoàn hành tinh là nếu nàng hỏi anh ở đâu, tôi ở nơi không trời không đất không gió không mây, không anh chú cụ với nàng thiên nga, tôi ở vào đường xa, tôi ở nơi không trời không đất mới vô trần gian, nơi ấy quá buồn đây cũng không vui, thầy tôi bảo tìm qua thiên lý về hái thuốc trường sanh, giây phút trần gian hào quang chiếu sáng rọi đường, tôi ở ngoài biển khơi lạnh lắm em ơi, vì một trận gió bão thổi tôi vào đây thấy thấp xuống hương nhà, tôi xuống biển tìm châu thấy chỉ đông công chúa, hỏi nàng ở đâu em về nói lại với vua cha đừng quên em nhé, cây lá tựa vào nhau dân dân thế giới mang quà đến cứu trợ dân ngập nước đó. Dân ngập nước chứ mình khổ lắm, cái đất nước của mình nè bị thằng Tàu nó xả chất độc cho chết dân mình, đặng nó lấy nước, tôi nói cho chú biết, tôi biết hết, nhưng mà mình nói hở mà hở mình nói trong lòng bàn tay nó chết rồi, tôi nói chuyện với rồi diễn tổng trung là chính gỡ tổng cái tám trung cầm quyền cả nước hùng mạnh, ý dân chúng tôi trong ông như nắng hạn gặp mưa, mang danh là thơ dân chúng tôi có đâu là biết ơn quý mến, ông qua kỳ sơ mỹ vô cùng, ông ra thân nghĩa hiệp cho đời luôn cả thế giới không đương gì nước tôi, thuyền tôi ghé bến sông Ngân hỏi thăm chị Hằng bao nhiêu tuổi, trong nàng xinh thật là xinh, chú cụ ôm bóng mơ hình mỹ liên, nhà thơ qua sen không nói không cười nụ qua thêm bước về tới Tây Phương, đối thủ sư phụ nhà thơ Hằng Ngọc Tử tấn công mấy chàng thơ dân chiều nay, mấy chàng thơ dân trẻ tuổi không qua mặt được nhân tài như Nam Tôn Lắm, một thơ nhiều lắm đó. Hay quá rồi, quá tuyệt vời. Nếu cần tôi đọc tiếp thì chiến trường Việt Nam nguy hiểm vô cùng, tư bài khác tư về lắm. Tư về thợ địch tay nào xe lúa tay nào bồng em, người ta của mình nữ tay nào bồng em, nửa mảnh sa hà em gửi cho ai, em là nàng tiên đẹp nhất trần gian, anh xa xưa cung đàn huyền diệu đứng bên nàng anh nắng phiếu lên dây, dây thương dây nhớ dây sầu thở than, em đừng bỏ anh nửa đoạn đường tình đối quá em ơi, cho anh một bữa cơm nghèo bữa cơm nồng nàn trang chứa tình thương, anh đã chết đầu tiên gặp gỡ chết trong lòng chết giữa cái nên em ơi, nếu mà sau này tình mình quen nhau thì mình sang nhau, anh đến với em trước cổng chùa với cành sen mới nở nhiều lắm. Dạ, dạ. Tôi nói vậy biết. Dạ. Ông mà sao mà ông có trí tuệ mà ông nhớ những cái bài thơ mà hay quá vậy ông? Tự tôi đặt mà. Tự ông làm luôn không? Suy nghĩ ra ông làm. Tự đặt lại tôi phải nhớ. Cho nên nãy nó đọc lại mình vô nó đọc lại nó cho tôi đọc lại luôn. Dạ. Ghê lắm chứ không phải vừa đâu. Nổi tiếng dữ lắm.